em đang xem đây là một con Omni Pure của Nhật, mã là V20 Mark đôi. Con này bản thân nó nguyên bản nó là Omni karaoke của Nhật, nhưng nghe nhạc cực kỳ hay, nghe nhạc không khác gì Omni nghe nhạc và rất khỏe các bác nhá. Và với dòng này anh em hát thì lên ghép một cái vang đời mới để cho dễ dùng các bác nhá. Coi nó là một con Omni, mình ghép thêm con vang nữa. Volume này, hai volume này, cân loa, bát chép, tép nó lên kinh điển luôn các bác ạ. Với dòng Pure này, hàng bao zin nguồn xỏ tụ rất khỏe các bác nha, rất khỏe luôn. Đây cắm nhạc vào lỗ thứ hai này, cầu loa trên này, đánh hai cầu loa. Cái dòng Omni karaoke của Nhật nó chỉ hơn 100W thôi nhưng khỏe lắm anh em ạ. Nó khỏe hơn so với một con Omni nghe nhạc bình thường nhá.